chia sẻ cũng như là comment, rồi có thể là biết đâu bạn và bạn bè của bạn có thể giúp đỡ những tập nhân viên và để có thể là đặt hàng cũng như là được sự tư vấn nhiệt tình nhất của bệnh viện đem đến và dịch vụ tốt nhất cũng như chất lượng tuyệt vời nhất. Một sản phẩm ra thì được xem như là một tác phẩm nghệ thuật, thì biết đâu ở trong đó nó có sự đầu tư và công phu rất lớn, cũng như là từ ý tưởng cho đến cách thể hiện và những nét vẽ. Ok, xin chào anh em. Bye.